Hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Mệnh Tài Lộc ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng Mệnh Tài Lộc trong suốt quãng thời gian vừa qua. Hy vọng anh chị và các bạn vẫn luôn ủng hộ và đồng hành cùng Mệnh Tài Lộc trong những thời gian sắp tới. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, kênh Mệnh Tài Lộc sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi chi tiết của 12 con giáp trong ngày 15 tháng 4 năm 2024. Vậy thì đón vận trình ngày mới, đường công danh sự nghiệp, sức khỏe tình duyên và gia đạo của 12 con giáp sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp được những điều may mắn và con giáp nào sẽ phải đối diện với những điều xui xẻo trong vận trình ngày mới của mình? Đường tài lộc cụ thể của từng con giáp sẽ biến động ra sao? Và 12 con giáp nên làm những điều gì để có thể đón một ngày mới tốt lành, hành thông hơn, công việc thuận lợi hơn và tiền bạc về tay nhiều hơn? Vậy thì trước khi vào tìm hiểu nội dung chính, nếu quý anh chị và các bạn là những người lần đầu tiên đến với Mệnh Tài Lộc hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình. Sau đó nhấn tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ các video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và ngay bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết của ngày hôm nay. Về thông tin tử vi ngày 15 tháng 4 năm 2024, thứ hai dương lịch, âm lịch là ngày 7 tháng 3 năm 2024, là ngày Kỷ Dậu, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn, tiết khí thanh minh. Hôm nay là ngày Kim Đường Hoàng Đạo. Giờ Hoàng Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ và giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Giờ Hắc Đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Sửu và tuổi Tỵ, lục hợp với tuổi Thìn, hình với tuổi Dậu, hại với tuổi Tuất và xung với tuổi Mão. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Tân Mão và tuổi Ất Mão. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Canh Tuất và tuổi Bính Tuất. Về ngũ hành niên mệnh đại dịch thổ, hôm nay là ngày Kỷ Dậu, tức can sinh chi, đây là ngày tốt. Nạp âm đại dịch thổ kỵ tuổi Quý Mão và tuổi Ất Mão. Ngày thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt người tuổi Đinh Mùi, tuổi Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và tị thành kim cục, xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý và tuyệt Dần. Sao tốt trong ngày hôm nay cũng có sao Thiên Ân, lục hợp, bất tương, phổ hộ, trừ thần, minh phệ và sao Bảo Quang. Sao xấu thì gồm có sao Đại Thời, Đại Bại, Hàm Trì, Tiểu Hao, Ngũ Hư và sao Thổ Phù. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay. Trong ngày 15 tháng 4, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, an táng và cải táng. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như họp mặt, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch và nạp tài. Về hướng xuất hành, đi theo hướng chính nam để đón tài thần và đi theo hướng đông bắc để đón hỷ thần. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 15 tháng 4 năm 2024. Và ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu vận trình chi tiết cụ thể của từng con giáp trong ngày thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024 ở ngay nội dung dưới đây. Đầu tiên, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 15 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy, hôm nay mệnh chủ tuổi Tý đón ngày mới với không ít trở ngại do đang chịu sự ảnh hưởng của tường phá gây ra. Sự nghiệp không có nhiều dấu hiệu tươi sáng cho lắm vì đang có điềm báo thị phi. Tuổi Tý vì nóng nảy nên rất dễ làm mất lòng người khác, có thể gây ra những lỗi lầm khá lớn. Do đó ngày này
bạn điều chỉnh lại tâm lý của mình sao cho tốt và cũng nên kiềm chế cảm xúc bản thân một chút thì sẽ có lợi hơn. Lại thêm trong ngày có kiếp tài xuất hiện còn khiến cho các cơ hội kiếm tiền của người tuổi Tý đang dần ít đi. Là người hay do dự, thiếu quyết đoán nên những lúc như thế khiến cho bạn phải ở đó nuối tiếc về những khoản lợi đáng lẽ sẽ thuộc về mình. Luận giải tử vi 12 con giáp cho thấy chuyện tình cảm gia đình của tuổi Tý hôm nay cũng không mấy êm đẹp vì đang trong ngày thổ khắc thủy. Những xung đột thế hệ tạo ra những khoảng cách vô hình trong tình cảm cha mẹ với con cái. Đôi khi còn gây ra những tổn thương không đáng có cho đôi bên nếu không có cách xử lý khéo léo và kịp thời. Về tử vi tuổi Giáp Tý mệnh kim, bạn đừng vội đòi hỏi những mức đãi ngộ cao hơn trong khi chính bản thân mình vẫn còn chưa thực sự cố gắng. Về tử vi tuổi Bính Tý mệnh thủy, thái độ nhận lỗi của bạn còn có phần thiếu thành thực, khiến cho cấp trên cảm thấy không hài lòng. Về tử vi tuổi Mậu Tý mệnh hỏa, dù bạn biết nhiều người nhưng đừng bao giờ đánh mất sự khiêm tốn và tinh thần học hỏi của bản thân. Về tử vi tuổi Canh Tý mệnh thổ, viễn cảnh mơ mộng quá sức khiến bạn đang có phần ảo tưởng về năng lực của bản thân mình. Về tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, tâm trạng không được tốt, rất dễ nóng giận và có thể gây ra mâu thuẫn với bạn bè, với đồng nghiệp. Về sự nghiệp của người tuổi Tý ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý là người tuổi Thìn và người tuổi Hợi. Con số may mắn là số 5 và số 9. Và màu sắc cát tường là màu xanh nước biển và màu xanh lá. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 15 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 15 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 15 tháng 4 cho thấy công việc của mệnh chủ tuổi Sửu hôm nay đang rất thuận lợi. Mọi sự đều suôn sẻ dưới sự nâng đỡ của cục diện tam hợp. Chẳng cần con giáp này phải lo lắng điều gì, cuồng quay công việc không còn làm khó được bạn nữa. Có thể nói, ngày này người tuổi Sửu như thể cá gặp nước, làm gì cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Hôm nay, phương diện tài vận của tuổi Sửu cũng đang khởi sắc hơn rất nhiều. Thực thần xuất hiện giúp bạn có được những cơ hội để nâng cao thu nhập cho bản thân. Bạn cũng là người luôn tích cực trong công việc, lại gặp những điều kiện thuận lợi nên không lấy làm lạ, bạn sẽ có được những nguồn thu nhập dồi dào trong ngày mới. Tuy nhiên, luận giải tử vi cho thấy ngày thổ khí đang vượng thì người tuổi Sửu cũng nên chú ý phương diện sức khỏe của mình. Bạn có thể đang gặp phải khá nhiều áp lực trong công việc, trong cuộc sống. Bạn căng thẳng một quãng thời gian dài thì có thể khiến cho bạn ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc này nếu muốn thay đổi mọi thứ thì điều đầu tiên bạn cần phải làm là có thể thay đổi thái độ của chính bản thân mình. Về tử vi tuổi Ất Sửu mệnh kim, công việc đang rất thuận lợi, mọi sự đều suôn sẻ, guồng quay công việc không thể làm khó bạn được. Về tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh thủy, bạn đừng quên tự tạo niềm vui cho mình trong cuộc sống để tích lũy những niềm vui và hạnh phúc cho bản thân. Về tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh hỏa, nhờ tính cách ôn hòa, dễ chịu nên luôn được lòng nhiều người xung quanh. Về tử vi tuổi Tân Sửu mệnh thổ, nếu biết cách nắm bắt thời cơ và chuyên tâm phát triển sự nghiệp thì sẽ nhận được những kết quả khá bất ngờ. Về tử vi tuổi Quý Sửu mệnh mộc, tài lộc đang vượng phát, các dự án kinh doanh suôn sẻ thuận lợi, thậm chí tiền cứ thế tự tìm về tay. Về sự nghiệp của người tuổi Sửu ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay là từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Sửu là người tuổi Tỵ và người tuổi Hợi. Con số may mắn
là số 5 và số 1 và màu sắc cát tường là màu nâu đỏ và màu vàng cam. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 15 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày đầu tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024. Luận giải tử vi phương Đông cho thấy hôm nay mệnh lâm tuyệt vận, báo hiệu người tuổi Dần có thể sẽ gặp phải những trở ngại trong công việc. Một vài rắc rối sẽ bất ngờ xảy ra, người tuổi Dần phải đối mặt với những lời thị phi ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự bản thân. Đặc biệt tại nơi làm việc đông người hoặc tụ tập với bạn bè thì có thể xảy ra bất đồng quan điểm với nhau. Sự căng thẳng lên cao thì rất dễ có thể xảy ra xô xát. Ngày này người tuổi Dần cũng nên nhớ, trong mọi tình huống, sự nóng giận chỉ giúp cho bạn thỏa mãn cơn tức giận nhất thời, còn thực tế nó không giúp giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Và thậm chí nó còn có thể trở thành các vấn đề rắc rối hơn khi mà bạn trút giận lên đầu người khác hoặc người ta cũng phản ứng ngược lại với bạn. Và nếu như có xô xát xảy ra thì chắc chắn mối quan hệ với đồng nghiệp, với đối tác cũng vì thế mà bị phá hỏng trong phút chốc và sẽ không có cách nào có thể cứu vãn được. Xem tử vi cho thấy trong ngày ngũ hành xung khắc còn báo hiệu mối quan hệ giữa các cặp đôi tuổi Dần rất dễ bị căng thẳng và có mâu thuẫn chỉ vì những vấn đề rất nhỏ nhặt. Bạn hãy tôn trọng ý kiến của đối phương, chỉ khi đó thì bạn mới có cách hành xử phù hợp và khi đó thì mới bớt đi sự tranh cãi vô lý với nửa kia của mình. Về tử vi tuổi Giáp Dần mệnh Thủy, bạn cần phải thay đổi cách suy nghĩ quá cứng nhắc của mình trong công việc. Về tử vi tuổi Bính Dần mệnh Hỏa, tránh để tình trạng mất cân bằng chi tiêu mà lại tự tay chặn mất đường tài lộc. Về tử vi tuổi Mậu Dần mệnh Thổ, suy nghĩ đang có phần xa rời với thực tế, đây là nguyên nhân dẫn đến tính khí thất thường. Về tử vi tuổi Canh Dần mệnh Mộc, dù có nhiều điều vẫn cần phải cải thiện, nhưng bạn đừng tự đánh giá thấp chính bản thân mình. Về tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh Kim, dù có phát hiện ra những kẻ tiểu nhân hãm hại thì cũng cần phải bình tĩnh tìm cơ hội để xoay chuyển tình hình. Về sự nghiệp của người tuổi Dần ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay là từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dần là người tuổi Hợi và người tuổi Ngọ. Con số may mắn là số 2 và số 5 và màu sắc cát tường là màu xanh và màu đen. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 15 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi 12 con giáp cho thấy ngày mới dưới sự tác động của cục diện tương xung khiến cho đường công danh sự nghiệp của tuổi Mão sẽ có những điểm báo không lành. Xung quanh con giáp này vẫn còn nhiều kẻ tiểu nhân chỉ chờ bạn lơ là, mất cảnh giác là họ sẽ tìm cách hãm hại, gây bao tổn thất trong công việc. Tuy nhiên thì người tuổi Mão chỉ có thể đề phòng chứ cũng không thể tránh được mãi. Chính vì vậy mà ngày này người tuổi Mão cũng cần phải cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo và tuyệt đối đừng coi thường đối phương vì điều đó có thể khiến cho bạn phải lãnh chịu những hậu quả đáng tiếc. Bạn là người có tài nhưng đừng quá tự cao tự đại. Hãy biết khiêm nhường lắng nghe ý kiến của người khác, chớ nên gây thù chuốc oán để rước họa vào thân. Hôm nay tử vi cho thấy ngày thổ mộc xung khắc, những hy sinh của bạn cho chuyện tình cảm giữa hai người chưa chắc đã làm một điều thực sự tốt, nhất là khi mà người ấy đang có vẻ cảm thấy chán nản khi được bạn chăm sóc quan tâm quá nhiều.
Còn với những người đang còn độc thân, ngày hôm nay vẫn chưa thể tìm được những đối tượng phù hợp để cùng nhau chia sẻ những nỗi buồn niềm vui trong cuộc sống. Về tử vi tuổi Ất Mão mệnh Thủy, có thể sẽ tốn một khoản tiền kha khá cho những thú vui phù phiếm. Về tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa, vận trình tài lộc khá ảm đạm, rất dễ bị hao hụt, mất mát. Bạn đừng vội vàng đưa ra các quyết định trong ngày. Về tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ, công việc gặp rắc rối, mối quan hệ với đồng nghiệp không giữ được sự hài hòa. Về tử vi tuổi Tân Mão mệnh Mộc, nếu bất đồng ý kiến với đồng nghiệp thì chắc chắn tiến độ công việc sẽ bị giảm sút đi trông thấy. Về tử vi tuổi Quý Mão mệnh Kim, người độc thân vẫn chưa thể tìm được những đối tượng phù hợp với mình. Về sự nghiệp của người tuổi Mão ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là trung bình và tình cảm cũng là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay, hôm nay người tuổi Mão nên chọn khung giờ tốt là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mão là người tuổi Hợi và người tuổi Mùi. Con số may mắn là số 5 và số 2 và màu sắc cát tường là màu bạc và màu đen. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 15 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón ngày đầu tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy, tuổi Thìn hôm nay đón nhận những tin rất tốt lành nhờ có chính quan trợ vận. Nhất là với những người đam mê nghệ thuật, danh vọng hay sự nổi tiếng. Tuy nhiên, bạn cũng nên nhớ rằng những gì mình có được ngày này là nhờ có sự hỗ trợ, sự nâng đỡ của nhiều người khác nữa, chứ không chỉ là ở riêng phía bạn. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của tuổi Thìn hôm nay cũng đang vượng phát. Công việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều điều thuận lợi. Bạn gặp được những người hợp tác đáng tin cậy, xây dựng được những mối quan hệ bền vững lâu dài. Đôi bên cùng tin tưởng, cùng giúp đỡ lẫn nhau trên con đường tìm kiếm tài lộc. Cũng nhờ thế mà người tuổi Thìn cũng có thể thoải mái hơn trong vấn đề chi tiêu mà không cần phải cân đong đo đếm quá nhiều như thời gian trước nữa. Xem tử vi cho thấy ngày thổ khí đang vượng, ngày này ảnh hưởng không tốt đến vấn đề sức khỏe của tuổi Thìn. Bạn cũng nên cố gắng tập trung ăn uống điều độ, ngủ nghỉ hợp lý. Đừng lấy bất kỳ lý do nào để có thể bao biện cho việc bỏ bê chăm sóc bản thân. Khi mà có một thể trạng và một tinh thần tốt thì chắc chắn sẽ giúp bạn làm mọi việc tốt hơn. Về tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh Hỏa, chuyện đôi lứa khá tốt đẹp, dù gặp phải chuyện gì cũng đều tâm sự, đều thảo luận với người ấy. Về tử vi tuổi Bính Thìn mệnh Thổ, những gì bạn có được hôm nay cũng là nhờ sự hỗ trợ, sự nâng đỡ của nhiều người. Về tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh Mộc, tránh để tình trạng mất cân bằng chi tiêu mà lại tự tay chặn mất đường tài lộc. Về tử vi tuổi Canh Thìn mệnh Kim, nhân cơ hội tốt đẹp đang có, hãy chuẩn bị những kế hoạch tiếp theo cho mình. Về tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh Thủy, tài lộc trong ngày đang vượng phát, được quý nhân soi đường chỉ lối, tìm thấy nhiều cơ may tài lộc. Về sự nghiệp của người tuổi Thìn ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thìn là người tuổi Thân và người tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 5 và số 3 và màu sắc cát tường là màu cà phê và màu vàng. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 15 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày đầu tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024. Luật giải tử vi phương Đông cho thấy, ngày mới thì đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ đang tăng tiến nhanh chóng. Nhờ có tam hợp xuất hiện
giúp cho mệnh chủ trở nên linh hoạt, khéo léo, phản ứng nhanh nhạy và không nao núng trước bất kỳ biến cố nào xảy ra. Trái lại, tuổi Tỵ xử lý một cách rất bình tĩnh và hiệu quả. Cũng nhờ vậy mà cấp trên cũng đã tin tưởng và có thể sẽ giao cho bạn nhiều trọng trách mới trong tương lai rất gần. Không những thế, ngày có thiên ấn xuất hiện còn mang đến những cơ hội cho một số người để bạn có thể thể hiện năng lực của bản thân trong việc kinh doanh buôn bán. Bạn có khả năng ứng biến linh hoạt, không bị mất bình tĩnh khi gặp phải những chuyện bất ngờ xảy ra mà vẫn luôn đưa ra được những quyết định vô cùng sáng suốt. Tuy nhiên, tử vi 12 con giáp cho thấy ngày ngũ hành hỏa sinh xuất cũng có lời nhắc nhở người tuổi Tỵ, bạn cũng nên xác định tinh thần rằng đôi khi sự giúp đỡ của bạn được trao đi nhưng chưa chắc đã được nhận lại những lòng biết ơn xứng đáng. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi khi mà chỉ có mình lo lắng quan tâm cho người khác, muốn tìm tình yêu bền vững nhưng có thể đáp lại chỉ là những sự thờ ơ đến lạnh lùng. Về tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, công danh sự nghiệp gặp nhiều điều may mắn, có thể được cân nhắc lên những vị trí bấy lâu nay bạn đang mơ ước. Về tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, hãy thể hiện khía cạnh chuyên nghiệp của bản thân để gây ấn tượng tốt với mọi người. Về tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, khéo léo, phản ứng nhanh nhạy để không nao núng trước biến cố bất ngờ xảy ra. Về tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh kim, chuyện tình cảm không được vui vẻ cho lắm, đôi lứa khó hòa hợp vì sự khác biệt quá lớn trong suy nghĩ. Về tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, vận trình trong ngày đang dần tốt hơn, bạn tìm được ra những cách thức mới và đạt được những hiệu quả tốt hơn trong công việc. Về sự nghiệp của người tuổi Tỵ ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay là từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tỵ là người tuổi Sửu và người tuổi Ngọ. Con số may mắn là số 5 và số 4 và màu sắc cát tường là màu tím và màu vàng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 15 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón ngày đầu tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và tràn đầy năng lượng. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy trong ngày có chính tài nâng đỡ, đường công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ đang tiến triển khá tốt đẹp. Mệnh chủ dễ tạo lập được uy tín dựa vào kinh nghiệm sẵn có của mình. Cũng nhờ vậy mà bạn có thể được nhiều người xung quanh kính nể. Nhờ có tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng mà người tuổi Ngọ có thể đưa ra những kế hoạch có lợi cho tập thể cùng nhau phát triển. Đón chào ngày mới, tuổi Ngọ có cát tinh trợ mệnh và mang đến những cơ may tài lộc hiếm có. Bạn gặp gỡ và có thể làm quen được những người mà sẽ giúp đỡ bạn khá nhiều trong công việc. Cũng vốn là những người rất nhạy bén với những thay đổi của thị trường, lại có đầu óc nhanh nhạy trong kinh doanh, nên việc buôn bán, việc kinh doanh hứa hẹn sẽ thu về những nguồn lợi nhuận không hề nhỏ. Tuy nhiên, luận giải tử vi cho thấy trong ngày ngũ hành tiêu hao, ngày này có thể khiến cho việc giao tiếp của mệnh chủ tuổi Ngọ ít nhiều bị ảnh hưởng. Do đó, bạn nên để ý nhiều hơn trong việc truyền tải thông tin với những người mới để mọi việc được thuận lợi suôn sẻ hơn. Bạn hãy chắc chắn rằng mọi người đều nắm rõ các vấn đề với cách giải thích đơn giản nhất của bạn. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh kim, sức khỏe đang có nhiều biến động, bạn cần phải quan tâm đến chế độ dinh dưỡng và chế độ nghỉ ngơi của mình. Về tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh thủy, đường công danh sự nghiệp tiến triển khá tốt đẹp vì được cấp trên ưu ái trao cho những cơ hội mới. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh hỏa, hãy chắc chắn rằng mọi người đang nắm rõ các vấn đề và cách giải thích của bạn. Về tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh thổ, người làm công ăn lương nếu có công việc tay trái sẽ kiếm thêm được một khoản tiền đáng kể. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh mộc, sự kiên nhẫn và thông cảm cũng là yếu tố quan trọng giúp duy trì mối quan hệ lâu dài. Về sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình.
về giờ tốt cho người tuổi ngọ ngày hôm nay là từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi ngọ là người tuổi mùi và người tuổi tỵ. Con số may mắn là số 9 và số 5 và màu sắc cát tường là màu đỏ và màu cà phê. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi ngọ trong ngày 15 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón ngày đầu tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi mùi trong ngày thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy, hôm nay nhờ có thực thần đứng bóng giúp cho người tuổi mùi gặp được rất nhiều điều may mắn về đường tài lộc. Người buôn bán, người kinh doanh gặp những khách hàng rất tốt. Còn những người làm công lương dễ có thưởng có lộc. Nhìn chung tiền bạc đang dồi dào hơn, tuổi mùi không phải đau đầu lo lắng chuyện chi tiêu hàng ngày như những thời gian trước đó nữa. Nếu là người làm công lương, với sự thông minh, sự nhanh nhạy đã giúp cho bạn nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề. Do đó, bạn cũng nên chủ động tạo cho mình những cơ hội để khẳng định giá trị bản thân, khiến cho những người làm lãnh đạo và cả mọi người xung quanh đều phải ấn tượng về mình. Tuy nhiên, tử vi 12 con giáp cho thấy ngày thổ khí đang vượng báo hiệu tình hình sức khỏe của mệnh chủ tuổi mùi không được tốt cho lắm. Sức đề kháng có thể đang bị giảm sút, cơ thể rất dễ mắc các bệnh lặt vặt liên quan tới thời tiết thay đổi. Do đó, bạn cũng nên chú ý giữ gìn, vận động nhiều hơn, tăng cường thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng. Nếu thấy dấu hiệu bất thường trên cơ thể, cũng nên đi thăm khám bác sĩ kịp thời. Về tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim, người làm công việc tự do dễ nhận được các khoản tiền xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Về tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy, thời cơ phát tài đang đến, bạn cũng nên nhanh tay để nắm bắt. Về tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa, có thể thở phào nhẹ nhõm vì tiền bạc rủng rỉnh trong tay, không phải lo nghĩ quá nhiều. Về tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ, có tin vui trên con đường tình duyên, dù không trông đợi quá nhiều nhưng mọi việc lại đang như ý nguyện. Về tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc, không nên lao lực quá mà lại ảnh hưởng tới sức khỏe, làm giảm hiệu suất công việc. Về sự nghiệp của người tuổi Mùi ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay, hôm nay người tuổi Mùi nên chọn khung giờ tốt là từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mùi là người tuổi Hợi và người tuổi Ngọ. Con số may mắn là số 5 và số 6 và màu sắc cát tường là màu trắng và màu vàng. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 15 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón ngày đầu tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024. Luân giải tử vi của 12 con giáp cho thấy hôm nay tuổi Thân có quý nhân tam hội soi đường chỉ lối, nên đường công danh sự nghiệp sẽ đạt được những bước tiến đáng kể. Nếu bạn là người ham học hỏi, thích đọc sách thì ngày hôm nay nhất định sẽ tìm được không ít những điều thú vị để phục vụ cho công việc, cho học tập và cho đời sống hàng ngày. May mắn của người tuổi Thân còn ở chỗ ngày này bạn được các tinh bảo vệ, giúp bạn vượt qua mọi rắc rối, mọi trở ngại gặp phải trên con đường mình đang đi. Nhìn chung, mệnh chủ tuổi Thân chỉ cần cố gắng giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ thì chắc chắn sẽ không ít những tin vui tìm đến. Luận giải tử vi cho thấy ngày ngũ hành tương sinh báo hiệu người tuổi Thân sẽ có đường tình duyên tươi sáng, đào hoa nở rộ. Bạn sẽ có quý nhân chỉ lối dẫn đường và giúp bạn nhanh chóng tìm ra một nửa phù hợp với mình. Các cặp đôi có thể sẽ đi đến những quyết định quan trọng để thay đổi cuộc đời. Đôi bên mong muốn có thể ở bên nhau, giành chính nguồn thuận, cùng chăm sóc nhau. Về tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, hãy tận dụng thời cơ tốt đẹp mình đang có, phát huy sức mạnh của bản thân
để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Về tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, với tinh thần làm việc luôn có trách nhiệm, giúp bạn nhận được nhiều lời khen ngợi từ mọi người. Về tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, bạn có thể thử sức với một vài lĩnh vực mới hoặc mở rộng quy mô của mình. Về tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, lợi nhuận thu về trong ngày đang khá tốt, có thể yên tâm về vấn đề tiền bạc. Về tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, tình duyên đang rực sáng, các cặp đôi có thể tính tới chuyện trăm năm về chung một nhà. Về sự nghiệp của người tuổi Thân ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay là từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thân là người tuổi Dậu và người tuổi Thìn. Con số may mắn là số 8 và số 5 và màu sắc cát tường là màu trắng và màu bạc. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 15 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón ngày đầu tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và tràn đầy năng lượng. Tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy trong ngày có tự hình lấn át. Điều này thể hiện khá rõ người tuổi Dậu nhìn bề ngoài có vẻ thong dong nhưng đôi khi trong lòng lại đang rất ngột ngạt. Bạn suy nghĩ quá nhiều khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Do đó ngày này bạn cũng cần phải tự tìm cách cân bằng lại cuộc sống của mình, giải tỏa áp lực và suy nghĩ một cách thông thoáng hơn. Đừng tự làm khổ chính bản thân mình. Tuổi Dậu cũng nên nhớ rằng mọi chuyện đều có cách giải quyết, không cần phải quá hấp tấp, quá vội vàng. Bù lại thì phương diện tài lộc của tuổi Dậu ngày hôm nay cũng nhờ có thực thần nâng đỡ, giúp cho bạn có được những kế hoạch tài chính rất phù hợp với thời điểm hiện tại. Nhiều người còn tiết kiệm được một khoản tiền kha khá sau quãng thời gian dài không ngừng cố gắng tích lũy. Những người làm côn lương thì bất ngờ gia tăng thu nhập cho bản thân mình bằng những công việc làm thêm ngoài giờ. Thêm vào đó nữa, hôm nay ngày thổ sinh kim, vận trình tình duyên của người tuổi Dậu đang vô cùng thắm sắc. Bạn rất dễ tìm được những niềm vui đơn giản chỉ với những lời quan tâm nho nhỏ từ những người mình yêu thương. Tình yêu giữa bạn và người ấy ngày càng mặn nồng, lớn dần theo thời gian, khiến nhiều người xung quanh cũng đều phải ngưỡng mộ. Về tử vi tuổi Ất Dậu mệnh Thủy, tiết kiệm được một khoản tiền kha khá cho tương lai để khi cấp bách có thể dùng đến. Về tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa, quá bận rộn có thể khiến bạn không đủ thời gian để thư giãn, để nghỉ ngơi. Về tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, hãy nghỉ ngơi điều độ. Nếu cảm thấy sức khỏe không tốt, bạn nên đi thăm khám bác sĩ. Về tử vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc, dễ tìm được những niềm vui đơn giản trong cuộc sống. Về tử vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, nếu muốn duy trì hiệu quả công việc cao thì bạn cũng cần phải cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi cho hợp lý. Về sự nghiệp của người tuổi Dậu ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay là từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dậu là người tuổi Tỵ và người tuổi Thân. Con số may mắn là số 9 và số 5 và màu sắc cát tường là màu đen và màu trắng. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 15 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón ngày đầu tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và tràn đầy năng lượng. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất hôm nay không được tốt cho lắm do trong ngày đang chịu sự ảnh hưởng của tương hình gây ra. Tuổi Tuất phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc. Mặc dù khá mệt mỏi nhưng chắc chắn sự cố lần này có thể giúp bạn có được những bài học vô cùng quý giá và sự cố gắng của bạn sẽ được mọi người ghi nhận
và được đền đáp hoàn toàn xứng đáng. Trong vấn đề kinh doanh cũng như vậy, mọi việc đều cần có suy nghĩ cẩn thận, nếu không thì bạn rất có thể gặp phải những điều xui xẻo không đáng có. Tuổi Tuất sẽ tự rước họa vào thân vì sự tự tin thái quá của mình. Cái gì cũng đều cho là mình đúng, là mình tài giỏi nhất, thì đây cũng chính là những điều mà bạn cần phải sửa đổi trong tương lai, nếu không muốn rước thêm những tai họa cho chính bản thân mình. Xem tử vi 12 con giáp cho thấy, về phương diện sức khỏe thì trong ngày thổ khí đang vượng, cũng báo hiệu người tuổi Tuất sức khỏe đang không được tốt, có thể do bạn đang căng thẳng, đang bị áp lực do công việc quá nhiều. Bạn cũng nên cân bằng giữa thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi sao cho hợp lý. Về tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, có thể sẽ rước họa vào thân vì sự tự tin thái quá của chính bạn. Về tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ, vận trình tình duyên đang vượng sắc, người bạn đời cũng là người rất tâm lý và luôn hết lòng suy nghĩ cho bạn. Về tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, hãy quan sát và xem xét tình hình cho cẩn thận trước khi đưa ra những sự lựa chọn. Về tử vi tuổi Canh Tuất mệnh kim, đầu óc luôn trong tình trạng căng thẳng thì có thể khiến bạn đánh mất đi sự tỉnh táo thường ngày. Về tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, cần tránh mọi hành động liều lĩnh để không gặp phải những sai lầm đáng tiếc. Về sự nghiệp của người tuổi Tuất ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay là từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tuất là người tuổi Ngọ và người tuổi Thân. Con số may mắn là số 5 và số 1 và màu sắc cát tường là màu đen và màu nâu. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 15 tháng 4 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón ngày đầu tuần luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Và cuối cùng, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 15 tháng 4 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy vận trình của tuổi Hợi trong ngày hôm nay suôn sẻ và may mắn đến lạ thường. Nhờ có chính quan trợ mệnh giúp cho người tuổi Hợi nắm lấy được quyền lực trong tay và đạt được những vị trí cũng như những danh tiếng mà mình đang mong ước. Hơn nữa, bạn cũng là người làm việc luôn chăm chỉ, luôn thận trọng nên có thể vượt qua được những cạm bẫy và thu được những thành tích cao trong công việc mình đang làm. Hôm nay cũng nhờ nhận được sự hỗ trợ của quý nhân mà mọi việc hợp tác làm ăn của tuổi Hợi cũng diễn ra suôn sẻ và có lợi rất nhiều. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư đầy hứa hẹn nhờ khả năng đánh giá tình hình chuẩn xác. Nếu tiếp tục duy trì được thì bạn chắc chắn sẽ thu được nhiều lợi ích to lớn trong tương lai. Tuy nhiên, tử vi của 12 con giáp cho thấy chuyện tình cảm của người tuổi Hợi hôm nay lại không tốt đẹp và không may mắn đến như vậy. Trong ngày thổ khắc thủy, bạn và người ấy dù yêu thương nhau rất nhiều nhưng lại khó vượt qua được những rào cản từ phía gia đình, từ phía xã hội nên chẳng thể hạnh phúc trọn vẹn. Có lẽ hai người cần phải nỗ lực, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa thì mới có thể giữ được hạnh phúc lâu dài. Về tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, hãy giữ vững niềm tin vào bản thân để đối mặt với thử thách, không ngừng cố gắng để tiến lên phía trước. Về tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội và đưa ra những quyết định một cách lý trí nhất. Về tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, tiền bạc đang dần rủng rỉnh hơn. Về tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim, bắt đầu thoát được những rắc rối liên quan tới tiền bạc, giảm bớt được nhiều áp lực và khó khăn. Về tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, vận trình tình cảm không được tốt, đôi lứa chưa vượt qua được những rào cản từ phía gia đình. Về sự nghiệp của người tuổi Hợi ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm cũng là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay là từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Hợi là người tuổi Mùi và người tuổi Sửu. Con số may mắn là số 5 và số 6 và màu sắc cát tường là màu bạc và màu nâu. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 15 tháng 4 năm 2024.
Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các nội dung tiếp theo.